Rồi xin chào anh chị đã trở lại kênh Bán Cỏ của cửa hàng Thường Hợp nha. Lâu lâu cho em review bữa anh chị ơi. Cái này là khách ở Tây Ninh xuống mua hai cây máy ha, và cái này là mua thử xài thử thôi. Nếu mà nó về phù hợp với gia đình và công sức là ông chú không xuống mua nữa. 70A ha. 01695. Lần đầu tiên bắt khách ở vùng ngoài vô anh chị ở Tây Ninh đó. Thường thường ở đây miền Tây em không à. Thấy Lai, Kiên Giang, An Giang này kia vậy đó. Bây giờ Tây Ninh đi xuống miếu bà Chúa Xứ đi du lịch. Du lịch xong rồi mới quẹo vô đây mua máy của em. Thấy mình tự nhiên mình thấy mình uy tín quá, khách tuốt ở ngoài mà vô đây mua không cho để luôn. Giờ là dặn thêm hai cây máy để trên ba ga luôn á anh chị. Chú nói là chú mua máy xài thử tại vì ngoài chú đất rất là rộng, ruộng lúa thì nhiều, mua xài thử trải nghiệm thôi á chị ha. Đối diện cái tiệm của em á là một cái biệt thự lớn ha anh chị, nào hôm nay bữa nào coi cái clip này gọi bữa nào có mua máy lên thì biết ha. Đó, xéo xéo đây là cái spa này của em ha. Cái bên là tiệm máy sửa xe Chí Kỳ. Phía trước là vật tư nông nghiệp chính nào, rồi đằng chút là có cái bách quá xanh ha. Mỗi chợ sẽ có một cái bách quá xanh nha anh chị, cho nên để chỉ kế bánh quá xanh cho anh chị dễ ha, dễ kiếm á hả. Giọt đánh đường Fortuner hả. Khách nghĩa là người ta không quản xa xôi mà người ta đến tận cửa hàng của mình người ta mua máy luôn, mừng lắm anh chị. Mua cây em cũng mừng. Tạm biệt khách hàng của em.